hẹn hò và yêu thương nhiều khi hơi gian truân với một số người. Buồn quay dội dàng của công việc và gia đình thật khó cho họ có thể dành thời gian để bắt gặp và đi chơi với ai đó. Thay vì sử dụng Tinder hoặc nhờ mối làm quen thì có một số người đã chọn cách găng góc hơn là nhập cuộc chương trình hẹn hò thực tế. Không rõ là kịch bản dạng chương trình bắt dậy hay bạn dạng thân họ đã rất nhiều mối, nhưng dù sao thì những phát ngôn này thực sự khiến người theo dõi coi chương trình mỉm cười gãy cả ghế, mặc dầu một số câu nói sắc như dao có thể khiến khổ chủ dở khóc dở mỉm cười. Đau chưa, yêu thương còn thua con chó. Thôi đẹp trai thế này thì nhân phẩm làm gì nữa bạn ơi. Úi giời, không như chị thì em cũng không được. Như một cú tát cực mạnh. Sự thật sau cùng đã được nói ra. Một mình em chống lại cục bộ các tổ chức bảo vệ môi trường trên nhân loại luôn. Ừ, em cũng thế. Hồi xưa thi văn chắc em cũng phải tầm 11/10. Công chúa ngủ trên giường thời tân tiến nè bà con ơi. Câu trả lời không thể phủ hơn. Hãy yêu một người đại trượng phu có tầm nhìn xa nhé các cô gái. Ủa ý em là bóp cái gì cơ? Thôi, chỉ cần anh giàu thì nhan sắc tự dưng tăng giọt thôi. Em đang ở đây nè, mau xe chanh leo ngọt ngào ơi. Anh tôi chắc ý lắm rồi mới phải thốt ra những câu này đây. Tầm này liêm sĩ gì nữa đây? Chân lý của năm 2020 là đây. Sự khổ sở chính là nguồn sống của anh đấy cưng ma. Em yêu anh như chó vậy, cưng ơi. Em gái dễ tính nhất rồi.